đối phương tấn công bóp cổ trước, dùng hai tay bóp cổ siết và bấm hai ngón tay cái vào bóp cổ trước thì ta xử lý như thế nào? Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Nguyễn Đức Mãn. Trong video này, tôi Nguyễn Đức Mãn, chuyên gia trong lĩnh vực võ thuật, sẽ chia sẻ với các bạn cách tự vệ căn bản khi gặp phải tình huống bị đối phương tấn công, dùng hai tay bóp cổ siết và bấm hai ngón tay cái vào bóp cổ trước. Trong trường hợp này, các bạn xử lý như sau: chùng hai chân, sau đó xỉa thẳng hai tay lên trên. Tiếp theo, các bạn chém hai tay số 2 vào cổ đối phương hoặc hai bên tai của đối phương. Các bạn lưu ý lòng bàn tay ngửa và nghiêng một góc 45 độ. Cùng lúc đó, các bạn lên gối số 1 vào bộ hạ hoặc vào bụng của đối phương. Trên đây tôi vừa chia sẻ với các bạn cách tự vệ hiệu quả khi bị đối phương bóp cổ trước lưới 1. Chúc các bạn tập luyện thành công. Các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nguyễn Đức Mãn. Các bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm chuông subscribe để không bỏ lỡ video tiếp theo. Cần tư vấn miễn phí, hãy comment phía dưới hoặc inbox Zalo 0988 27 992. Chúng tôi sẽ có phản hồi. Xin chào và hẹn gặp lại.